Hóa chất Đức Giang Lào Cai thua trận ra quân giải bóng chuyền các câu lạc bộ châu Á. Giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á 2024 chính thức khởi tranh bằng cuộc đọ sức giữa Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Việt Nam và Quanis VC, Kazakhstan. Ban đầu, Việt Nam chỉ có LPB Ninh Bình góp mặt với tư cách là đương kim vô địch quốc gia. Tuy nhiên, đến phút chót, Hóa chất Đức Giang là đội bóng thứ hai của Việt Nam được tham dự giải đấu này. Lý giải về điều này, ông Chanrit Wongperser, Phó Chủ tịch danh dự kiêm Giám đốc điều hành Liên đoàn bóng chuyền châu Á, AVC, cho biết, lề Hóa chất Đức Giang là đội gửi hồ sơ nhanh nhất, sự nhiệt tình và nhanh nhạy của họ khiến chúng tôi phải cho phép Việt Nam tham dự với hai đội bóng. Về lực lượng, Hóa chất Đức Giang Lào Cai vẫn đảm bảo dàn trụ cột như Lý Thị Luyến, Bích Thủy, Tú Linh, Hồng Ngát. Ngoài ra, một số thay đổi đáng chú ý là việc đội bóng này đã chiêu mộ thành công tay đập người Nga, Elena Samolenko. Chủ công này sở hữu chiều cao ấn tượng 1m95, có nhiều kinh nghiệm tại châu Á. Elena từng thi đấu tại Nga, Pháp, Kazakhstan, Trung Quốc và gần nhất là Philippines. Ngoài ra, đương kim Á quân giải vô địch quốc gia Việt Nam còn chào đón sự trở lại của libero Lê Thị Thanh Liên sau một thời gian vắng bóng. Phía bên kia, Quanis VC là cái tên quen thuộc khi họ vừa thi đấu ở giải bóng chuyền VTV Cup 2024 và thắng tuyển Việt Nam 3-0 trong trận ra quân. Trong đội hình của Quanis có sự xuất hiện của phụ công Polina Ufimthet. Nữ vận động viên này thi đấu ấn tượng, có vai trò gắn kết và nâng cao sức mạnh đội nhà. Theo đánh của giới chuyên môn, đại diện Kazakhstan là đối thủ nguy hiểm bởi họ đã phần nào nắm rõ được lối đánh và thể lực của các cầu thủ Việt Nam. Kính thưa quý vị, trận đấu mở màn của Hóa chất Đức Giang gặp Quanis VC tại giải bóng chuyền các câu lạc bộ nữ châu Á 2024 diễn ra đầy kịch tính ngay từ những điểm đầu tiên. Xét một chứng kiến sự quyết liệt giữa hai đội, nhưng cũng là thời điểm mà đại diện Việt Nam gặp phải những khó khăn đáng kể trước đối thủ đến từ Kazakhstan. Trận đấu bắt đầu với sự ngang tài ngang sức khi Hóa chất Đức Giang nhanh chóng có điểm dẫn trước 2-1 nhờ một pha đánh bóng lỗi của Quanis VC, giúp đại diện Việt Nam đổi điểm. Tuy nhiên, Quanis VC không dễ bị khuất phục. Sau pha đập bóng uy lực của Hóa chất Đức Giang từ vạch 3m, đội bóng Kazakhstan đã chắn đôi thành công và vượt lên dẫn 4-3, đánh dấu sự bắt đầu của một màn rượt đuổi đầy căng thẳng. Sự kịch tính tiếp tục khi Quanis VC tận dụng triệt để những sơ hở trong lối chơi của Hóa chất Đức Giang. Các pha bỏ nhỏ của đại diện Việt Nam liên tục không thành công, tạo điều kiện cho đối thủ tấn công nhanh trên lưới, khiến tỷ số dần nới rộng. Đến lúc này, Quanis đã vươn lên dẫn trước 9-5, buộc huấn luyện viên Phạm Văn Long phải điều chỉnh chiến thuật. Những nỗ lực đến từ phía Hóa chất Đức Giang tiếp tục được thể hiện khi Tú Linh, một trong những trụ cột của đội, tung ra cú đập mạnh từ vạch 3m, bóng bật chắn đối phương và giúp đội nhà rút ngắn khoảng cách xuống 7-12. Nhưng Quanis vẫn chơi rất ổn định, đặc biệt là trong khâu phòng ngự và tấn công nhanh. Họ nhanh chóng tạo ra khoảng cách an toàn với tỷ số 18-10, buộc huấn luyện viên Phạm Văn Long phải xin hội ý, hy vọng có thể lật ngược thế trận. Dù vậy, những nỗ lực của đội bóng Việt Nam vẫn chưa đủ để chống lại một Quanis chơi với phong độ đỉnh cao. Đặc biệt là những pha chắn bóng kiên cố đã khiến Tú Linh và các đồng đội gặp rất nhiều khó khăn. Cô tiếp tục có những pha đập bóng nhưng không thể vượt qua hàng chắn của đối phương và tỷ số được đẩy lên 21-12 nghiêng về Quanis. Ở những phút cuối của set 1, Tú Linh vẫn là ngòi nổ chính của Hóa chất Đức Giang khi ghi điểm thứ 15 với một pha đánh bóng nhanh. Tuy nhiên, Quanis VC đã khẳng định sự vượt trội của mình bằng lối chơi chắc chắn và hiệu quả. Họ kết thúc set đấu bằng một pha đập bóng chạm tay chắn của Hồng Ngát, đưa tỷ số chung cuộc của set 1 lên 25-17 nghiêng về Quanis VC. Dù thất bại trong set mở màn, nhưng với tinh thần chiến đấu không ngừng, Hóa chất Đức Giang vẫn còn nhiều cơ hội để lật ngược thế trận trong các set tiếp theo. Set 2 giữa Hóa chất Đức Giang và Quanis VC bắt đầu vào lúc 10:28 và ngay từ những điểm đầu tiên, trận đấu đã diễn ra vô cùng kịch tính. Mặc dù đội bóng Việt Nam đã cải thiện khả năng phòng thủ, nhưng họ vẫn chưa thể tận dụng được những cơ hội để ghi điểm. Quanis VC tiếp tục thể hiện sự khéo léo với một pha bỏ nhỏ thành công, vượt lên dẫn trước 3-1. Hóa chất Đức Giang không hề chịu thua, và chỉ ít phút sau, Hồng Ngát đã mang lại điểm số may mắn khi pha phát bóng của cô chạm nhẹ mép lưới và rơi xuống phần sân của Quanis, giúp đội nhà rút ngắn tỷ số xuống 4-5. Tuy nhiên, ngay sau đó, cả hai đội liên tiếp mắc lỗi phát bóng, khiến điểm số tiếp tục giằng co. Đến thời điểm 6-10, Hóa chất Đức Giang vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc vượt qua hàng chắn vững chắc của đối thủ. Kịch tính của trận đấu dâng cao khi Hồng Hạnh dứt điểm sau vạch 3m bằng một cú đánh bóng đầy uy lực, vượt qua hàng chắn hai người của Quanis.
Ngay sau đó, Bích Thủy tiếp tục tỏa sáng với một pha ghi điểm quan trọng, giúp Hóa Chất Đức Giang cân bằng tỷ số 15-15. Đây là thời điểm mà đại diện Việt Nam bắt đầu thi đấu khởi sắc hơn rất nhiều, khi liên tục bắt bài được các đợt tấn công của đối thủ và ghi điểm trong những tình huống quan trọng. Tuy nhiên, dù đã cân bằng tỷ số, Hóa Chất Đức Giang không thể duy trì được phong độ cao và Quanis VC nhanh chóng phản công. Đội bóng Kazakhstan ghi liên tiếp 5 điểm để nâng tỷ số lên 23-18, đẩy Hóa Chất Đức Giang vào thế bám đuổi. Tinh thần chiến đấu của đại diện Việt Nam vẫn rất mạnh mẽ khi họ thu hẹp khoảng cách xuống còn 22-24 nhờ một pha chắn bóng tốt và một điểm ace đầy quyết đoán. Sự hồi sinh của Hóa Chất Đức Giang trong những điểm số cuối cùng khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Thế nhưng, ở thời điểm quyết định, ngoại binh Thái Lan của Hóa Chất Đức Giang lại phát bóng hỏng, trao chiến thắng 25-22 cho Quanis VC trong set 2. Đại diện Kazakhstan một lần nữa cho thấy sức mạnh vượt trội, nhưng Hóa Chất Đức Giang vẫn còn cơ hội trong các set tiếp theo nếu họ có thể duy trì sự tập trung và tinh thần chiến đấu quyết liệt này. Set 3 bắt đầu lúc 10 giờ 57 phút với sự khởi đầu đầy năng lượng từ Hóa Chất Đức Giang, khi Bích Thủy nhanh chóng ghi điểm, giúp đội nhà vượt lên dẫn trước 4-2. Những pha đập bóng mạnh mẽ từ phía đội Việt Nam đã khiến Quanis phải dè chừng. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Julia bên phía Quanis đã đáp trả bằng một cú đập bóng đầy uy lực, giúp đại diện Kazakhstan lấy lại thế chủ động và rút ngắn tỷ số, sau đó vươn lên dẫn 5-6. Trận đấu trở nên căng thẳng khi Hóa Chất Đức Giang yêu cầu Ichalen vì tình huống chạm lưới, nhưng không thành công. Điểm số tiếp tục đổi về cho Quanis, nâng tỷ số lên 8-10. Đại diện Việt Nam sau đó cố gắng bám đuổi với pha ghi điểm đầy cảm xúc từ Lý Thị Luyến, khi cô dứt điểm trên lưới thành công, rút ngắn khoảng cách xuống 11-14. Tuy nhiên, Quanis vẫn thể hiện sự ổn định và tấn công mạnh mẽ. Một pha đập bóng cắm sân chính xác của cầu thủ đội bạn đã tạo ra khoảng cách lớn hơn, mặc dù Thanh Liên và Tú Linh đã nỗ lực cứu bóng, nhưng trong tình huống sau đó, họ lại không may dẫm chân nhau, để đối thủ tiếp tục ghi điểm, nâng tỷ số lên 15-19. Sự căng thẳng dâng cao khi Lý Luyến không thể dứt điểm thành công sau pha chuyền bóng của đồng đội, khiến Quanis gia tăng cách biệt với điểm số 17-22. Dù Hóa Chất Đức Giang cố gắng vùng lên trong những phút cuối, nhưng Quanis vẫn giữ vững phong độ. Một pha đánh bóng bạc trắng ra ngoài từ Quanis đã kết thúc set đấu với tỷ số 25-20, đồng nghĩa với chiến thắng chung cuộc 3-0 dành cho đội bóng Kazakhstan. Hóa Chất Đức Giang dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể lật ngược thế cờ trong trận mở màn giải vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á 2024. Trận thua 0-3 này là một khởi đầu khó khăn, nhưng đội bóng Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội ở các trận đấu tiếp theo để cải thiện và tìm kiếm chiến thắng.